Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay mình sẽ giải đáp cái thắc mắc về giấy tờ khi mua một chiếc xe mô tô cũ phân khối lớn như thế nào là an toàn và đúng pháp luật. Thưa các bạn, cũ người mới ta. Chúng ta là những dân chơi xe và không hẳn lúc nào chúng ta sẽ có đủ số tiền lớn để mà mua một chiếc xe đặc thù. Vì thế sẽ có rất là nhiều cái nhu cầu mua một chiếc xe đã từng qua sử dụng. Ngoài việc lựa chọn chiếc xe máy móc ok hay không, và ngoài hay không, thì cái quan trọng nhất đó chính là làm sao để biết được cái xe này, giấy tờ của nó là đàng hoàng, là hợp pháp với lại pháp luật của Việt Nam khi chúng ta đi lưu thông trên đường, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảnh sát giao thông hay là một cái trở ngại gì đó khiến chúng ta mất xe. Vì thế muốn hiểu được chi tiết giấy tờ có bao nhiêu loại và giấy loại nào là giấy nên mua, vui lòng xem hết. Thưa các bạn, trên tay tôi đây là giấy tờ xe mà người ta còn hay gọi là cà vẹt xe. Thì trên thị trường hiện nay mua bán xe có rất là nhiều chủng loại, nhiều cái tên gọi khác nhau. Có những cái tên đúng và những cái tên sai đánh lận con đen. Thì tôi chia ra là nhiều nhóm như thế này. Nhóm đầu tiên là nhóm xe hải quan chính ngạch. Hải quan chính ngạch có nghĩa là gì? Đây là một loại xe nhập thùng từ nước ngoài về và có đầy đủ giấy tờ thuế má thông quan và được bán ra bởi các nhà phân phối. Giấy tờ hải quan chính ngạch là loại giấy mắc nhất và an toàn nhất. Nghĩa là khi bạn mua được xe hải quan chính ngạch, nó sẽ là tài sản của bạn vĩnh viễn, không bao giờ dính dấp về pháp lý khi mà đã sang tên ra của bạn rồi. Với giấy thanh lý, nó có rất là nhiều tên gọi như là thanh lý hải quan, thanh lý một chỗ, thanh lý không sang tên, vân vân và vân vân. Nhưng giấy thanh lý chỉ nên mua khi nó có thể sang tên chuyển vùng hợp pháp cho chính người mua. Và nhiều bạn hỏi tôi rằng có nên mua hay là không, với sự chênh lệch giá cả từ 30 đến 50 triệu so với cùng loại hải quan chính ngạch. Thì giấy thanh lý là một loại giấy giúp các bạn tiết kiệm được thêm tiền. Tôi không ủng hộ, tôi cũng không chối bỏ nó, nhưng tôi khuyên các bạn nên mua loại giấy thanh lý có thể sang tên được cho bạn. Còn ngoài ra, những loại giấy nào ghi là thanh lý mà không thể sang tên hoặc là chuyển vùng được hợp pháp theo pháp luật của Việt Nam thì bạn đừng nên dính vào. Đó là những loại giấy rất là mơ hồ, chỉ có người bán hiểu được nguồn gốc nó là như thế nào. Còn người mua chúng ta là những người amateur, chúng ta sẽ không thể biết được nó ngọn ngành ra làm sao. Một loại giấy kế tiếp nữa tôi hay gọi chung nó là xe không giấy, thường hay dưới những cái tên gọi giấy mẹ bồng con, giấy đi đường hay là giấy phôi gốc hay là giấy in. Nói chung là người ta bán ta nói đủ kiểu á, nhưng mà giấy đó tụ chung là giấy giả hoặc là giấy thiệt mà có mất cấp lại, có nghĩa là bạn mất cái cặp vật chính, bạn cấp lại lần một, cấp lại lần hai và người ta lấy cái đó và gắn lên xe xài. Thì những cái xe đó vì sao không nên? Cái thứ nhất, số khung, số máy có thể sẽ đã bị đục xóa và theo pháp luật Việt Nam thì xe mà đục số khung, số máy sẽ bị tịch thu, ngoài ra còn có thể phải chịu pháp luật trước pháp luật hành, có thể dẫn tới tội hình sự nếu mà mua bán những cái xe mà đục số khung, số máy. Còn ngoài ra, những loại giấy nó có thể là số khung, số máy xe chúng ta nó không có đục, không có chỉnh sửa là số zin, nhưng nó không có gốc, có nghĩa là người ta sẽ in một lấy rồi người ta sẽ làm giả một cái tờ giấy các bạn. Người ta lấy cái số khung, số máy zin của chiếc xe, người ta muốn vào giấy tờ, người ta in lên đó. Thì có nghĩa là cái giấy đó nhìn bình thường, nhìn số khung, số máy nó vẫn bình thường mọi thứ, nhưng khi bị công an bắt và khi về đồ và công an kiểm tra hồ sơ gốc thì xe không có gốc, thì dĩ nhiên bạn sẽ bị tịch thu xe và mất trắng chiếc xe trị giá 100 triệu của mình. Nói như vậy không có nghĩa là tôi xem thường các bạn chơi giấy mẹ bồng con, xe không giấy hay là xe đi đường hay gì đó, không phải. Đối với tôi, anh em chơi xe với nhau, quý nào ở cái tình cảm chơi xe. Nhưng tôi khuyên các bạn nên lựa những chiếc xe có thể sang tên qua cho mình, hợp pháp với lại pháp luật của Việt Nam. Vì sao như vậy? Vì lỡ như khi bạn đang đi trên đường mà có xảy ra tai nạn mà bạn đang lái một chiếc xe không giấy hay là xe có nguồn gốc bất hợp pháp thì cái chuyện đó nó sẽ đưa bạn vào vòng lao lý, có thể xử lý hình sự và phải ở tù. Tôi không muốn điều đó. Bạn hãy kiềm nắm đam mê lại, kiếm thêm tiền, ráng để mà mua được một chiếc xe có thể ở mãi với mình. Mình chạy nó làm sao cũng được, công an có bắt mình về đồn cũng kệ, mấy anh muốn xét góc mấy anh cứ xét, mấy anh muốn dầm mấy anh cứ dầm, anh không có sợ. Tại vì khi mà mình chạy xe, chiếc xe của mình, giấy tờ của mình đứng tên, mình rất là thoải mái đi ngoài đường, có khi mình chẳng cần cầm giấy tờ làm gì. Tại vì đơn giản xe của mình là xe đàng hoàng hợp lệ. Công an bây giờ họ rất là chuyên nghiệp, họ chỉ cần nhìn vào giấy tờ xe và nhìn vào chiếc xe của bạn là biết bạn có chạy xe gian, xe lộn hay không, hoặc là chỉ cần một cú điện thoại gọi về đồn là người ta đã xác định được xe của bạn như thế nào và xe của bạn sẽ bị tịch thu đem về đồn ngay.